Dạ, em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em có lên sóng một chiếc xe City chở hàng. Đây là một chiếc xe City chở hàng ha. Xe thì dọn hơi sạch sẽ, máy im bình đề đầy đủ, đèn càng đầy đủ. Thì bữa nay do trời mưa quá, đây em quay ra ngoài đây, trời đang mưa lớn. Nhà em thì gần Ủy ban Nhân dân xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em xin nhắc lại là nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 097 44 99 005. Số điện thoại em có Zalo hen. Thì bữa nay em sẽ lên một chiếc City chở hàng. Em xin vô chủ đề chính luôn. Xe này là xe là City chở hàng, mà xe là xe không phải xe nhãn hiệu City ha. Xe này lên City, xe này lên City ha. Rồi em để cái giá công khai luôn. Xe này để anh em về chở hàng, máy móc em làm ok hết rồi, đầu lòng rim thái rồi ha. Về chạy ngon lành sạch sẽ, về chở hàng kiếm tiền. Anh em chở ga nè, chở nước ngọt nè, chở bia nè, chở trái cây, chở hàng bông, chở mai, chở kiển rồi á, chở vật liệu xây dựng đồ, anh em về làm ra tiền ha, chở cá, chở tôm rồi á. Thì em sẽ cho anh em đầu tiên rồi em báo giá luôn, là xe này là em bán giá là 7.500.000, 7.500.000 ha. Đây là nè, 70, đây luôn đúng số đó ha, 70H1 9348. Là đây 70H1 9348, xe nhãn hiệu là Dacen nhé, Dacel, nhãn hiệu Dacel màu nâu, đúng như màu đứng giấy với tờ hợp lệ nhé, 97cc màu nâu. Và sẵn là em đi lướt xe qua xe sạch sẽ nha, về chỉ chạy thôi, không cần làm gì hết đâu, bình đời đầy đủ, đèn cày đầy đủ, giá có 7.500.000 thôi, rất là rẻ. Về anh em chở hàng làm tháng là ra tiền rồi. Rồi em xin bỏ máy đi ha. Đây rồi, xin nha anh trước ha, xin nha anh trái, ở trước ở sau luôn ha, trước sau trái, bên trên luôn, bên phải, nói chung xin nha đầy đủ ha, nhiều cái quá. Đây ở sau luôn, đèn rồi đó, đèn kèm đầy đủ hết, giờ có bình đề rồi, xong mình nổ máy móc luôn, giờ bình đề nổ máy luôn, đó, không có nổ à. Xe mình là đang nằm trong nhà anh chị cái quát, cho nên máy kêu gì là anh em anh chị cái bắt nghe hết. Giật giật đó, tôi máy nó mạnh lắm, garanti đầy đủ luôn, anh em chở hàng không bị chợ chết máy hay là tụt garanti vậy ha. Em rặn mấy cái để em quay máy cho. Rồi em xin tắt máy cái ha, để garanti cái cho anh em nghe, để máy cho anh em nghe luôn đó, máy nó im á, trong nhà anh em nghe gì là nghe hết. Nó chỉ còn cái vô nhẹ thôi ha, chỉnh cho tay xuống miếng cho nó chỉnh cho hơi thấp máy, bóc chèn cá nổ mà đó, canh ti ngon lành ha. Rồi bắt đầu em vô chủ dây chính ha. Rồi em đi tổng quan cho xe này, mới sơn, sơn sạch sẽ, đều sơn là không không được như mới như salon rồi ha, mới nhưng mà không được như salon, lý do là sơn cũng còn dính bụi dính cát nhưng mà nó đẹp. Đây áo thì liền lẹp, không phải là sạch sẽ rồi ha, sườn còn không bột ngọt vậy ha anh em, không một mọt,
về nhân bên cảnh hồ mà. Đây vàng bạc đó, sơn bạc nè, trong niềng thay mới. Trong niềng mới luôn, vỏ chú về khui, rất xịn về khui. Đèn kèn sáng trưng luôn, đầy đủ hết. Để cho nó bỏ đèn lên chứ. Chung mù có đầy đủ luôn. Tắt máy ra. Chẳng ba đâu, không có công ấy ha, sạch sẽ. Nói chung về là anh em chở hàng chở lò thôi. Đây cầu lòng riêng thái nha anh chị quý chú bác. Đây ơ 17 đây, lòng thái riêng, đầu lòng riêng thái ngon bền chi tây nữa, lóc xương sạch sẽ mà cũng không được đẹp. Anh em báo trước là trong hình nó là nó đẹp vậy, nhưng mà lóc thì nói chung sơn thì cũng có một hai dấu xấu xấu cái đó, còn nó mới bô bước xanh vàng bạc trong nhiều sao nè, kèm cột nè, cột cái danh city trả đầu nè đó. Cột trong liền nè, mới xanh mới thay ba ga 26, tại vì mình giờ chở hàng mà ba ga chống hàng này là chắc cú em, kèm mấy hai cái chắc phía dưới luôn nè, ba ga kèm chắc dưới nè, chở hàng ngon lành luôn. Thường nó đập sạch sẽ ra, không có ngọt gì hết. Để quay xe bên đây cho thấy rõ. Xe rất là điện lạc. Có 7 triệu rưỡi anh chị cô chú bác ơi. Em có hỗ trợ vận chuyển đi các tỉnh miền Tây toàn quốc luôn ha. Đi Biên Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, rồi đi miền Tây Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang rồi đó, An Giang đầu là vận chuyển đi các tỉnh luôn. Một chút là cho lên hai miếng tem này, tem Nhật. Đây, con ra, sẽ sẽ rồi về chứ anh em chỉ chạy thôi. Em kỷ niệm cho hai cái câu cái kiến nữa là giọt. Rồi em xin báo giá lại xe này là em bán 7.500.000, bán lời 1-200.000 cho anh em về chở đồ thôi chứ cũng không có lời nhiều đâu. Xe này dọn xong là anh em biết bao nhiêu tiền rồi đó. Làm thế này là không biết bao nhiêu tiền rồi. Máy móc bình đề đèn kèn tâm liền áo sơn sườn này kia em tính ra là cũng nhiều tiền lắm. Anh em thích xe này cứ alo em ha. Giá 7.500.000. Một chiếc tờ riêng lên city. Xe dọn sạch sẽ về anh em chỉ chạy thôi. Em xin coi vàng đèn, vàng bạc mà mình trả nó tiền lạc. Xe tổng qua là xe đây, xe này máy giữ, máy im về chở đầu. Em nhắc lại là số điện thoại của em là 097 44 99 005, số điện thoại có Zalo đó ha. Nhà em thì gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em thì chuyên bán về xe máy cũ. Anh em alo thích xe này cứ alo em có hỗ trợ vận chuyển đi các tỉnh miền Tây luôn hết. Xe biển số Tây Ninh giấy tờ đầy đủ hợp lệ. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Em kính chào và hẹn gặp lại video kế tiếp.